Tiền xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là Tiền với lại bé Miu là có một mâm là bánh chuối nè, bánh bò nè. Thì Tiền với lại bé Miu đang ở trên chợ Hạnh Phú. Thì chị Trang với lại chị Oanh ở bên Pháp á có mão hết trơn nguyên cái mâm bánh của Tiền nha, để tặng cho bà con ăn vào buổi sáng. Đó, thì trước khi mà tặng cho bà con thì Tiền cũng có đôi lời cảm ơn đến chị Oanh với lại chị Trang rất là nhiều nha. Chúc cho hai chị lúc nào cũng phát tài phát lộc, lúc nào cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi bà con ơi, ai ăn bánh bò bánh chuối ghé lấy giùm con nha. Dạ hôm nay là chị Trang với lại chị Oanh ở Pháp á tặng cho bà con để mà ăn sáng lấy Thảo với hai chị nha. Cho. Dạ hôm nay cho bà ơi. Đây mỗi một hộp như vậy nè. Dạ dạ rồi. Vô bọc không bà? Bà Năm. Dạ. Bà Năm lấy cho con phần với bà Năm. Có mặt lấy à, mấy chân. Ai mỗi người một phần nha. Dạ dạ rồi đợi con chút xíu. Rồi cho người kia lại thôi, tôi lại người khác. Kêu chị kia vô lấy giùm con đi bà Năm. Rồi. Rồi bà lấy rồi. Rồi chúc bà Năm ngon miệng nha. Dạ. Bà ba rồi bà tư mới tới bà Năm. Đây hôm nay bảy làm phụ luôn. Thêm miếng bánh chuối. Có bọc nước cốt rồi hả bảy? Rồi hai chị chúc cho bà ngon miệng nha. Dạ. Mỗi người nhận cho con tiếng cảm ơn nha mấy cô mấy chú ơi. Dạ dạ. Lấy nó cảm ơn giùm. Đường hút nốt. Dạ này bánh bò này là đường hút nốt. Rồi. Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ rồi đợi con chút xíu luôn. Dạ ba. Ấy ông lấy 15 ngàn. Lấy tiền không chứ 15. Đây, mỗi một phần như vậy thì rất là hấp dẫn nha cả nhà. Chưa. Hôm nay là bà con rất là vui luôn. Rồi cho bé trước nha. Rồi qua đây. Qua đó đứng lên. Cho đứng đây con. Nó cảm ơn cô nghe không? Nghe không? Gớt thì con. Rồi chúc bé ngon miệng nha. Thả đi. Cảm ơn cô. Rồi quá giỏi. Dạ. Con đừng có ái gớt tâm đó Miu à. Hôm nay là bánh bò với lại bánh chuối là chị Trang với lại chị Oanh tặng nha. Ai ăn ghé lấy giùm con luôn. Rồi chúc chị ngon miệng. Dạ. Cho mấy bà già trước. Rồi cho mấy bà già trước không bà. Bà già cho chơi xa đi, cho bán hộ nó sức chơi. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Mấy bà già không về mặn chị không? Chơi chơi già còn mặn hơn trẻ nữa. Rồi chúc bạn ngon miệng nha. Dạ. Hôm nay là có cái sạp này không có bán cả nhà cho nên là tiền mượn á. Ngồi ở đây nè. Nó làm luôn nha. Mình làm cái lọt giặt này được á. Làm lọt giặt được lắm hơn. Chắc thì hơi lộn xộn chứ lọt giặt này được. Bữa nay Sửa Mộc có làm không người đẹp? Có. Vậy là làm phải không? Tôi nhìn mặt trời lên là chưa tới. Rồi đây chúc chị ngon miệng nha. Trời lên là đi về. Dạ. Yếm hai với lại yếm với chị ba phải không? Hai người đâu có làm gì đâu, đứng đợi chút đi. Đứng đợi chút đi. Rồi đây chúc chị ngon miệng. Dạ. Nó tiền làm lai ga vậy đó cả nhà ơi. Hồi nếu mà còn á thì mình bưng dài về. Chị ơi, hôm nay là chị Trang với lại chị Oanh tặng bánh bò bánh chuối miễn phí đây. Rồi chúc bà Tư ngon miệng nha. Thím hai, ủa thím ba nhớ lộn thím hai hoài. Đây. Rồi thím ba chúc ba ngon miệng. Rồi cảm ơn luôn. Chị rồi đợi em cái nha chị. Được làm luôn đi.
Phải con hai cái trắng trắng. Ừ. Hai trắng trắng ăn một cái trắng nó không chịu, nó đòi béo nó mới chịu không nổi được. Bánh bò là đòi béo phải không? Để lâu, để lâu. Rồi, chúc chị ba ngon miệng. À, cảm ơn hai chị. Gì trời ơi, Miu. Ở đây có bánh bò, bánh chuối nè con, ăn gì ạ? Rồi, chúc cô ngon miệng luôn cô ơi. Dạ. Rồi, xích cho, xích cho. Dạ. Rồi, người đẹp 7 ha. À, đường chảy thôi ha. Bánh bò nhiều không? Hai ăn bánh chuối. Dễ lắm. Người ta cho còn lửa nữa. Rồi chúc bảy ngon miệng nha. Rồi cảm ơn hai người. Rồi. Cho nghe tôi bắt cóc tôi cho cái bánh. Rồi bắt cóc. Rồi leo lên đây. Thì từ nãy giờ thì mâm bánh bò bánh chuối của tiền thì cũng còn được nhiêu nè cả nhà. Hồi mình đợi mấy cô với lại mấy chú đi lai gai vô. Ai có đi chợ thì mình sẽ tặng nha. Còn nếu mà còn nhiều quá thì tiền sẽ bưng về. Mình cho ở dưới xóm của tiền. Tại vì trước giờ thì mấy cô ở trên đây thì cũng có ủng hộ tiền rất là nhiều luôn. Cho nên là mình lên đây mình tặng lại để mà lấy thảo của chị Trang với lại chị Oanh nha. Hôm nay là bánh bò bánh chuối miễn phí ăn, lấy giùm con nha. Hôm nay là được chị Trang với lại chị Oanh tặng. Hai cái bánh này hình như là nhiều quá cái nó bị nát á. Này tiền để riêng ra nha. Dạ hôm nay tặng cháu có bán nha bà ơi. Dạ. Thí dụ gì nè. Bán 3.000 đi lấy giống rồi lại. Dạ đâu có, hôm nay là hai chị mão hết của con cho nên là tặng mình ăn lấy lọc với lại chị buổi sáng. Đây. Bán hay cho tiền? Dạ hôm nay con tặng miễn phí. Chị Trang với lại chị Oanh tặng miễn phí nha. Dạ. Dạ rồi, chúc cô ngon miệng nha. Dạ. Uống đi rồi tới tụi. Ai lại trước thì lãnh trước. Đây mấy cái bánh này á, nhiều quá cái nó bị bể á, mình để riêng ra. Để con chút nha Út. Ây da. Đây Út bành bọc cho giùm con Út. Rồi chúc Út ngon miệng nha. À. Dạ. Hồi nãy mình cho bánh chuối nhiều, bây giờ mình cho bánh bò nhiều chút. Đó. Mỗi cái mỗi thứ nha. Cô ơi lấy bọc giùm con bà. Đây là bọc đây nè. Dạ lấy bọc bành ngay giùm con luôn. Bánh bọc cái giùm con đi cô. Cho chị xin hộp. Dạ. Bà bảy có không hay mê rồi. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Bánh bò bánh chuối miễn phí đây. Mình cho không có tài. Ai ăn ghé lấy giùm con nha. Chị bánh bọc cái giùm em đi. Dạ. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ hôm nay tặng nha bà ơi. Dạ hôm nay tặng bà Tám rồi. Chị Trang với lại chị Oanh tặng miễn phí. Dạ. Đây bánh bọc cây con luôn cho cũng lấy bán. Dạ rồi ủng hộ rồi, tại vì hôm bữa giờ mấy cô trên đây cũng ủng hộ quá trời luôn rồi cho nên là hai chị muốn tặng cho bà con để mà lấy lọc với hai chị. Dạ. 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 Chị Mèo. Rất tâm hả? Này cho rồi không rau rồi hả? Bán rau cho này cho cải đại đi con ơi. Dạ nó bị nứt rồi. Dạ rồi đây. Chúc bà Tám ngon miệng. Dạ. Cô một hộp luôn ha. Đây bánh bọc cái giùm luôn cô ơi. Rồi chúc cô ngon miệng nha.
Đây, bánh chuối rất là ngon luôn, bánh chuối dẻo nẹo luôn. Chị ở đây nè chị, đây phần của chị, chúc chị ngon miệng. Ai ăn bánh bò bánh chuối ghé lấy giùm con nha, hôm nay miễn phí nha. Dạ chú bà cô mẹ. Đây 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 mẹ nè. Chúc à, bé Miêu xin giùm Dốt hồi cho Dốt đi học về rồi rồi, rồi cho Dốt ăn nha. Chị Quyền ơi, dì Tám, một phần cái dì Tám. Dạ. Đây mấy dì đồ ngồi chợ bán cả nhà, à, tiền sẽ tặng cho mỗi cô một phần nha. Gì con? Ai ăn ghé lấy bánh giùm con nha. Bánh chuối cài được không? Lộn xộn giùm con đi. Dạ. Dạ. Không có bơ rồi bạn. Dạ. Đây. Không có đeo khẩu trang này còn ăn chuối. Ủa gì đó hả? Dịch bệnh quá trời. Dạ, bên kia ba trăm chi tràn lan qua đây quá trời ơi. Dạ rồi, chúc cô ngon miệng. Dạ. Dì Tấn ơi, bánh của dì Tấn xong rồi. Hôm nay bánh bò bánh chuối miễn phí ăn, ra lấy giùm con nha. Rồi. Đây của dì Tấn đây, chúc dì Tấn ngon miệng. Dạ. Dạ dạ rồi, đợi con chút xíu nha. Hôm nay là chị Trang với lại chị Oanh tặng miễn phí nha. Dạ không có bán. Không có bán hả? Dạ không. Thấy không ăn đâu vậy? Sao Miêu thấy hay vậy? Ở dưới chợ. Ở dưới chợ hả? Ở này nè. Ờ, ở đây ha. Đây, dạ rồi, mở bọc ra giùm luôn. Đây đưa cái chị. Dạ không. Rồi, chúc hai ngon miệng nha. Dạ, cái này cho cô ơi. Dạ. Lấy mấy cái bể bể đừng nữa con ơi. Bể bể đi. Mẹ. Ơi ơi ơi. Rồi đúng rồi, thấy rồi. Ai ăn ghé lấy giùm con nha, lấy lọc chứ đừng mắc cỡ. Rồi cô bành bọc ở giùm con luôn. Rồi cảm ơn nha. Rồi chúc cô ngon miệng. Dạ. Bà miễn phí mày vô. Bịch của Trang lại đâu có thấy đâu. Không thấy vừa đâu. Mà mai là bắt đầu mai hữu trăng đó. Rồi cô bành bọc ở giùm con cô. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Rồi đây bà Năm, mở bọc ra giùm con nha. Rồi chúc bà Năm ngon miệng. Dạ. Đây thì sẽ làm vô hộp sẵn sẵn như vậy nha. Đây. Bánh hôm nay rất là dẻo luôn. Bà con hôm nay ai cũng vui hết á hai chị ơi. Bé Miêu về này là lôi ra uống sữa rồi nè. Bánh bò bánh chuối miễn phí nha. Chị Quyền ơi ăn lại lấy chị Quyền ơi. Mình làm lai ga lai ga. Giờ này thì chợ cũng chưa chưa cả nhà. Tiền vô là mỗi một phần như vậy là một hộp như vậy là một người nha. Đó, mình vô mình có bánh bò này là đường hút ngốt. Còn bánh bò này là bánh bò trắng, bánh bò sữa. Gì vậy? Đây. Gọi chút chị ngon miệng nha. Rồi, mỗi người một phần nha. Bước xuống. Rồi chút bé ngon miệng nè. Đây. Rồi. Cái gì vậy? Gì đau vậy? Dạ. Út. Mẹ, cái bánh sữa này. Hôm nay là tặng miễn phí Út ơi. Tặng thôi. Dạ.
Trời ơi. Lấy đi dì Phi, chuyến sau mua ủng hộ con có gì đâu. Rồi, rồi mình dạ. Có gì mình nặng lại. Rồi chúc Út ngon miệng nha. Rồi cảm ơn con. Dạ. Rồi, rồi, rồi. Ăn gì, bánh bò gì? Để dì cho. Nó kêu mua bánh bò, dì cho cũng phải chứ không có bán. Hôm nay không có bán. Cái này nó hơi bể nha cô. Rồi, mở bọc ra cho mẹ em chị. Cảm ơn mở nha. Đây, chúc chị ngon miệng nha. Cảm ơn. Hôm nay tặng bánh bò bánh chuối miễn phí nha. Dạ, đợi em cái nha. Rồi, mở bọc ra giùm em luôn. Rồi, chúc chị ngon miệng nha. Đây còn mới nữa. Bánh bò rất là ngon. Hôm nay Miu vui không Miu? Trời ơi, sáng giờ đi heo là tốn tiền rồi nè. Mấy hộp sữa? Hả, à, con uống mấy hộp sữa rồi? Một hộp mà hả? Miễn phí đây em, ghé lấy luôn nha. Hôm nay bánh tặng miễn phí nha, ăn ghé lấy giùm em luôn chơi. Này tiền chia ra bánh bò trắng với lại bánh bò đó rồi bánh chuối đó. Uống đại. Uống đại luôn hả? Miu Miu cảm ơn cô Trang với lại cô Oanh kìa. Đã tặng bánh bò cho bà con kìa, Miu cảm ơn đi. Con cảm ơn cô Trang, chúc cô Trang nhiều người. Rồi cô Oanh nữa. Cô Oanh hả? Ờ, à, cô Trang, cô Oanh luôn. Cô Oanh. Ừ. Ờ, ừ, quá giỏi. Bé Miu ăn không? Mẹ làm cho bé Miu phần nha. Xin cho dì Út cái gì? Nó nói là hồi nó xin cho dì Út nó một phần về chơi, dì Út nó đi học về cho dì Út nó ăn. Bánh bò bánh chuối miễn phí đây ăn ghé lấy nha. Cho dì Út phần nha Miu. Này là bé Miu. Cái này là bé Miu xin cho dì Út. Đó. Con uống mấy? Ờ thôi được, được rồi con, một hộp thôi, về nhà uống nữa. Nghe không? Chị, bánh bò bánh chuối miễn phí nè chị. Đây. Nè, cảm ơn hai cô kìa. Xin họ ít. Dạ, đây rồi. Chúc cô ngon miệng. Dạ. Còn mới nữa hết rồi. Đây mỗi phần như vậy là 5 cái nha bà ba lên sau nè. Đây chúc bà ba ngon miệng. Cảm ơn cô. Rồi cô ho luôn nha. Ăn ba khía. Ba khía. Tu ra đây ba bánh cho tu thấy không. Đây rồi. Rồi cảm ơn. Dạ rồi bánh bò đợi chút xíu mẹ lụm nha con. Hôm nay là chị Trang với lại chị Oanh tặng bánh bò miễn phí nha. Đây còn hai cái bánh chuối. Út lấy bọc đi Út. Ai ấy lấy bọc bành em con nha. Rớt dữ rồi chút mẹ lụm cho. Rồi chút Út ngon miệng nha. Dạ. Rồi sao không có lấy trước hả? Tao đứng nãy giờ sao mà sữa hả? Ai cũng có phần hết. Con hay gì? Dạ con gái. Gái hay con? Lấy bọc, lấy bọc giùm con đi cô lấy bọc giùm con. Dạ giờ mau lắm. Rồi chúc cô ngon miệng nha. Cảm ơn nha. Dạ. Rồi bước lên giùm em luôn chị ơi. Rồi đây. Rồi chúc chị ngon miệng. Dì trơn. Bịt mặt nhưng mà vẫn nhớ hay không? Ngon quá hả? Dạ.
Đây rồi, chúc dì Trường ngon miệng nha. Dạ. Dạ dì Hương. Ai ăn bánh bò ghé lấy nha, bây giờ là còn bánh bò không mà. Hôm nay tặng bà Sáu ơi. Hôm nay là chị Trang với lại chị Oanh á, tặng cho bà con ăn lấy lộc. Dạ. Rồi chúc quê chị Hương ngon miệng. Dạ. Dạ rồi, để con cái nghe chú Tôn hôm nay tặng miễn phí nghe chú Tôn ơi. Dạ. Tặng thì ấy bán thì mua luôn. Dạ rồi, chúc cô ngon miệng. Dạ. Bà Sáu ăn miếng xôi. Rồi, chúc bà Sáu ngon miệng nè. Rồi, cảm ơn. Dạ. Nè chú Tôn mấy bọc để vô đó luôn được không chú Tôn? Ừ. Đây, còn một phần cuối cùng. Dư ra cái cho tung 5 cái luôn. Y da, đổ. Để vô bọc luôn đi, dễ sách. Dạ. Rồi, chúc chú Tôn ngon miệng. Dạ. Còn hộp nữa. Hộp nữa là hết rồi. Chú anh dễ bánh bò nè, còn phần nè lấy không? Họ còn họ không ai lấy, ngồi hoài luôn, ngồi nằm dạ luôn. Đưa cho con kia kìa. Còn một hộp nữa là hết trơn rồi cả nhà. Dạ. Bà Sáu ơi, nó cốt thêm không? Nè, lấy thêm hai bọc đi. Tại nước cốt còn dư nhiều. Quay cho mày coi chi hoài mày. Quay cho bà đẹp. Đây, hôm nay chị Trang với chị Oanh tặng miễn phí. Chúc chị ngon miệng nha. Dạ. Thì cả nhà ơi, từ nãy giờ tiền cũng đã tặng cho bà con hết trơn mâm bánh bò với lại bánh chuối mà của chị Trang với lại chị Oanh ở Pháp gửi tặng cho bà con ăn vào buổi sáng để mà lấy hảo nha. Thì trước khi kết thúc video thì em đại diện cho bà con ở chợ Hạnh Phú cảm ơn chị Trang với lại chị Oanh rất là nhiều luôn. Chúc cho hai chị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, nhất đặc biệt là làm ăn thì tiền vô như nước nha. Còn bây giờ thì tiền cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị các bạn video sau nha. Bye bye, bye bye ông bà cô chú kìa.